Ngân hàng đầu tư JP Morgan Chase đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của nước Mỹ khi nhiều người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Theo nhà kinh tế trưởng của JP Morgan, Michael Farrelly, ngân hàng đã giảm ước tính tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ trong quý thứ hai từ 2,5% xuống 1%, đồng thời giảm dự báo trong quý thứ ba từ 2 xuống 1%. Động thái hạ mức dự báo tăng trưởng trên diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền tệ tại Mỹ đang được thắt chặt khi ngân hàng dự trữ liên bang Fed đối phó với lạm phát bằng các đợt tăng lãi suất liên tiếp. Fed đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,75 điểm phần trăm vào tháng 6 vừa qua.